Son là một cầu thủ rất chất lượng trong những năm trở lại đây của bóng đá Việt Nam. Nhưng Son cũng đang cho thấy một cái phong độ tốt ở V-League, và việc được triệu tập Son thì Linh nghĩ đó cũng là một tín hiệu tốt dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, khi mà trong thời gian sắp tới thì cũng rất là nhiều thông tin cho rằng là Son có thể thi đấu được AFF. Thì Linh nghĩ việc được triệu tập hay không đó là do huấn luyện viên cũng như là cái chiến thuật của huấn luyện viên. Linh nghĩ là Linh sẽ thể hiện tốt cái khả năng của mình, và nếu như được trao qua Linh cũng như là tất cả các cầu thủ thì cũng rất là vui và khi mà đã có tên trong đợt tập trung lần này, và cũng đang rất là háo hức được thể hiện mình ở trong giải đấu sắp tới, và hy vọng là các cầu thủ sẽ tập luyện thật chăm chỉ và thấm nhuần được cái triết lý của huấn luyện viên và thi đấu thật tốt trong một giải AFF này. Linh bây giờ là một trong số những trụ cột còn lại của đội tuyển, vậy thì cái áp lực để mà cùng chia sẻ với những cầu thủ mới và kể cả là những tân binh của đội tuyển để mà đạt được mục tiêu vào đến trận chung kết ấy, thì có lớn không, và chia sẻ như thế nào với các cầu thủ để mà